Cái này được bao nhiêu năm rồi cô ha? Đây, hồi giờ có ai đo có hoành nó được bao nhiêu chưa cô? Cây 2 năm là 6 mấy. Cây 2 năm, 2 mùa Tết. 2 mùa Tết là nó mặt nó 6 mấy hả? 1m 6 mấy ạ. À, 1 mét 6 mấy. Bây giờ cho vô đo.